Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước tháng 5 tăng 0,2% so với tháng trước. Trong tháng 5 có 10 trên 11 nhóm trong rổ tính CPI tăng với mức từ 0,06 đến 0,43%. Trong đó tăng cao nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức 0,43%, nhóm giao thông tăng 0,36% do chi phí vận chuyển tăng, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,25%. Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,26%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,22%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%. Trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, thực phẩm tăng 0,37%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,21%, còn lương thực giảm 0,51%. Theo các chuyên gia, mặc dù chi phí vận tải tăng sau khi nhà nước tăng cường kiểm soát xe quá tải, nhưng chỉ số giá CPI cũng không tăng nhiều do sức mua chưa thực sự phục hồi. Tính chung từ đầu năm đến nay cpi cả nước chỉ tăng 1,08 phần trăm nhưng tăng 4,72 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái